Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Hà Nội nhất trí giãn cách xã hội thêm 15 ngày. Thủ tướng kiên quyết yêu cầu người dân ai ở đâu ở đó. Đồng Nai vượt 7.000 ca nhiễm COVID-19, riêng thành phố Biên Hòa gần 3.500 ca. Một trường hợp đầu tiên tử vong khi mắc COVID-19 có yếu tố bệnh nền. Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị, trao đổi với tin mới sáng mùng 6 tháng 8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến xác nhận thông tin Thường trực Thành ủy Hà Nội đã nhất trí kéo dài thời gian giãn cách xã hội toàn thành phố thêm 15 ngày đến ngày 22 tháng 8. Để đảm bảo phòng chống dịch một cách tốt nhất, thành phố sẽ thực hiện giãn cách xã hội thêm 15 ngày nữa theo nguyên tắc chỉ thị 16 của Thủ tướng, Phó Bí thư Thường trực cho biết. Trước đó, trong văn bản gửi các đơn vị toàn thành phố ngày mùng 5 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Chu Ngọc Anh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị triển khai kịch bản chi tiết, chủ động ứng phó với dịch bệnh theo từng cấp độ, diễn biến thực tế. Có phương án dự phòng trong tình huống phải kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội, văn bản chỉ đạo nêu. Hà Nội bắt đầu thực hiện chỉ thị 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố trên nguyên tắc chỉ thị 16 của Thủ tướng từ 6 giờ ngày 24 tháng 7. Sau gần 2 tuần, diễn biến dịch tại thủ đô có chuyển biến tích cực, song số ca mắc được phát hiện tại cộng đồng vẫn ở mức cao, chiếm 50-60% số ca nhiễm hàng ngày. Thời gian qua, Hà Nội đã huy động lực lượng toàn thành phố để xét nghiệm, truy vết và bóc tách các F0 trong cộng đồng. Bên cạnh việc xét nghiệm sàng lọc tại nơi nguy cơ cao, thành phố cũng yêu cầu ngành y tế đẩy mạnh xét nghiệm người ho sốt, qua đó phát hiện nhiều ổ dịch nguy hiểm như ở Đông Anh, Đống Đa, Hai Bà Trưng và Hoàng Mai. Tuy nhiên, thành phố liên tiếp phát hiện nhiều chuỗi lây nhiễm phức tạp, số lượng F0 lớn như nhà thuốc Đức Tâm, Đống Đa, công ty thực phẩm Thanh Nga, Hai Bà Trưng. Dịch bệnh tấn công vào các chuỗi siêu thị, chợ dân sinh làm gián đoạn nhiều hoạt động đời sống của người dân. Trong đợt dịch thứ tư bùng phát từ ngày 29 tháng 4, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 1.559 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, chưa kể hơn 200 ca mắc trong các bệnh viện tuyến trung ương. Riêng chùm lây nhiễm mới phát hiện từ ngày 5 tháng 7 đến sáng 6 tháng 8 đã có 1.290 trường hợp dương tính với virus. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện 1068 yêu cầu bộ ngành, địa phương tăng cường thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Người đứng đầu chính phủ đánh giá vừa qua, các địa phương đã tập trung thực hiện công tác phòng chống dịch. Một số tỉnh, thành phố giãn cách theo chỉ thị 16 và đã đạt một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, có nơi, có lúc thực hiện chưa nghiêm, chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao. Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp và có thể kéo dài, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của người dân, gây tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội. Công điện của Thủ tướng nêu rõ, yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường giám sát chặt chẽ việc thực hiện biện pháp phòng chống dịch. Thủ tướng đồng thời yêu cầu tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt hơn, hiệu quả hơn một số biện pháp. Trước hết, để ngăn chặn lây nhiễm, Thủ tướng yêu cầu các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 phải thực hiện nghiêm, thực chất, hiệu quả, chắc chắn, chặt chẽ hơn theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình. Kiên quyết yêu cầu người dân ai ở đâu ở đó để thực hiện triệt để việc giãn cách, cách ly. Song song với đó, triển khai thần tốc xét nghiệm tại một khu vực phong tỏa có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, người có nguy cơ lây nhiễm cao. Trường hợp có biểu hiện ho sốt trong cộng đồng để kịp thời phát hiện và phân loại, đưa F0 vào cơ sở thu dung, điều trị. Tổ chức tốt việc điều phối, lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm nhanh nhất và tiện lợi nhất. Về điều trị, giảm tối đa trường hợp tử vong, lãnh đạo chính phủ chỉ đạo chuẩn bị phương án cao nhất có thể cho điều trị, đảm bảo đầy đủ oxy, máy thở, giường cấp cứu và điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, hoàn thành đưa vào sử dụng nhanh nhất cơ sở thu dung, điều trị theo mô hình tháp nhiều tầng của Bộ Y tế. Tổ chức tốt việc quản lý, điều phối tiếp nhận, điều trị người nhiễm COVID-19 nhằm giảm tỷ lệ diễn biến nặng hơn ở tất cả các tầng điều trị.
Trong đó, đặc biệt lưu ý phân biệt những người bị nhiễm chưa có triệu chứng với những người có triệu chứng, bệnh nhân để tổ chức quản lý, theo dõi và trợ giúp y tế phù hợp. Việc này nhằm giảm tỷ lệ người chưa có triệu chứng diễn biến thành có triệu chứng. Cũng theo Thủ tướng, địa phương cần chủ động nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, kể cả huy động nguồn lực y tế của các ngành và tư nhân. Chỉ đạo về việc tiêm vaccine, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tốc độ, tổ chức nhiều điểm tiêm cố định và lưu động, tạo thuận lợi và đảm bảo an toàn, hiệu quả cho người được tiêm. Ông cũng chỉ đạo tiêm ngay cho lực lượng y tế, người làm nhiệm vụ tuyến đầu, người cao tuổi, người có bệnh lý nền và thứ tự ưu tiên theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chuẩn bị đầy đủ hệ thống cho bảo quản vaccine. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế, Chủ tịch các tỉnh, thành phố quyết định đối tượng được ưu tiên tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn. Thủ tướng quán triệt tăng cường huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở, đồng thời kêu gọi mọi người dân chia sẻ, thông cảm những khó khăn, phức tạp trong phòng chống dịch, tích cực hưởng ứng tham gia phòng chống dịch vì sức khỏe của chính mình, vì cộng đồng và sự phát triển của đất nước. Người đứng đầu chính phủ một lần nữa quán triệt và động viên, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân làm tốt và nhân rộng mô hình, cách làm tốt, hiệu quả trong phòng chống dịch, nhắc nhở, phê bình, kiểm điểm, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Bộ Y tế được giao tiếp tục rà soát, hoàn thiện theo quy định và hướng dẫn về định mức kinh tế, kỹ thuật trong xét nghiệm. Trên cơ sở đó, Chủ tịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định giá đặt hàng, giao nhiệm vụ cho cơ quan tổ chức, đơn vị thực hiện xét nghiệm, huy động điều phối nhân lực y tế cho địa phương phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch. Với các địa phương thực hiện giãn cách xã hội, Thủ tướng yêu cầu thực hiện hiệu quả hơn nữa trong việc đảm bảo lưu thông, cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu. Thủ tướng cho phép địa phương được sử dụng các nguồn lực, kể cả ngân sách địa phương để cung cấp miễn phí lương thực, thực phẩm thiết yếu nhất cho người dân gặp khó khăn, bảo đảm không để bất kỳ ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, đồng thời đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế, sức khỏe cho nhân dân ở mọi lúc, mọi nơi, khi cần thiết và tuyệt đối đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự trên địa bàn. Bộ Tài chính được giao chủ trì nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền chính sách miễn giảm thuế và một số biện pháp khác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Còn Bộ Giao thông Vận tải triển khai phương án huy động lực lượng vận tải chuyên dụng của nhân dân, doanh nghiệp để đảm bảo điều kiện về phòng chống dịch và y tế. Đồng Nai vượt 7.000 ca nhiễm COVID-19, riêng thành phố Biên Hòa gần 3.500 ca. Sáng 6 tháng 8, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, trong ngày 5 tháng 8 trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 817 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 33 ca sàng lọc và 784 ca trong khu cách ly phong tỏa. Thành phố Biên Hòa vẫn có số ca cao nhất với 369 ca, trong đó phường Long Bình nhiều nhất với 116 ca, phường Hóa An 54 ca, phường Tân Biên 46 ca, phường Hố Nai 24 ca và phường Hòa Bình 22 ca. Huyện Nhân Trạch có 209 ca, trong đó xã Hiệp Phước 144 ca, xã Long Thọ 36 ca, xã Phước Thiền 21 ca. Trong đó ghi nhận số ca nhiễm chủ yếu ở công ty ba tại chỗ Action Combosite. Huyện Vĩnh Cửu có 142, riêng xã Thạnh Phú với 132 ca, huyện Trảng Bom 33 ca. Số ca còn lại được ghi nhận rải rác ở các huyện khác. Tổng số ca dương tính mới trong đợt dịch thứ tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 7.145 trường hợp, trong đó thành phố Biên Hòa nhiều nhất với 3.413 ca, huyện Nhân Trạch 1.199 ca, huyện Vĩnh Cửu 1.771 ca, huyện Trảng Bom 384 ca, huyện Thống Nhất 221 ca. Tổng số ca tử vong đến nay là 46 ca. Theo ngành y tế tỉnh Đồng Nai, hiện tỉnh vẫn tiếp tục ghi nhận nhiều ca mới tại một số doanh nghiệp thực hiện ba tại chỗ ở Nhân Trạch và một số xã đã phong tỏa. Huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom và thành phố Biên Hòa ghi nhận số ca mắc cao tại các phường xã nguy cơ cao đã phong tỏa. Điều này cho thấy dịch đã nhiễm sâu trong cộng đồng ở các địa phương này khi chưa thực hiện được việc xét nghiệm tầm soát diện rộng để bóc tách ca nhiễm. Vì vậy, cần xét nghiệm toàn dân ở khoảng 10 xã phường trọng điểm. Tỉnh cũng đã ghi nhận 72 nhân viên y tế tại 6 bệnh viện và rải rác ở nhiều cơ sở y tế khác và một số cán bộ tại Ủy ban Nhân dân xã phường nhiễm COVID-19. Quảng Ngãi, một trường hợp đầu tiên tử vong khi mắc COVID-19 có yếu tố bệnh nền. Sáng 6 tháng 8, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin vừa phát hiện thêm 5 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 3 ca về từ thành phố Hồ Chí Minh được cách ly tập trung tại trường trung học cơ sở Võ Bẩm, xã Tịnh Khê.
Hai ca còn lại là tài xế từ thành phố Hồ Chí Minh về tại Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa và phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi. Liên quan đến hai trường hợp tài xế dương tính với virus SARS-CoV-2, ngành y tế Quảng Ngãi đã truy vết được nhiều trường hợp F1 liên quan. Trước đó, chiều ngày 5 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã truy vết được 344 F1 và F2 liên quan đến tài xế quê ở xã Tịnh Thiện. Thành phố Quảng Ngãi được ghi nhận mắc COVID-19 tại tỉnh Khánh Hòa sáng mùng 5 tháng 8. Hiện tất cả các trường hợp F1, F2 liên quan đến tài xế này đều có kết quả âm tính. Cũng trong sáng mùng 6 tháng 8, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin vừa ghi nhận một trường hợp đầu tiên tử vong vì COVID-19. Bệnh nhân nam 66 tuổi, ngụ tại tổ dân phố Thạch B2, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, được phát hiện mắc COVID-19 ngày 23 tháng 7, được điều trị tại Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh Quảng Ngãi, cơ sở 2. Bệnh nhân này có một số bệnh nền và sau đó bệnh nhân chuyển nặng rồi tử vong. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp.